Mâu, chúng ta đã làm gì thế này? Một không gian ca hát mà không có tiếng hát và không có em ư? Thật đáng tiếc. Hay để lần khác tổ chức lại đi. Không. Xin chào mặt trời. Cảm ơn bạn đã đánh thức chúng tôi. Buổi sáng hôm nay mang lại điều gì cho chúng ta? Vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy niềm vui. Bạn sẽ chạy thật xa. Mọi người hãy dậy đi nào.